Tối ngày 3 tháng 11, Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 10 tranh cúp báo Công an Nhân dân Hà Nội Open 2016 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải bóng bàn uy tín, có quy mô từ báo Công an Nhân dân, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp cùng Diễn đàn bóng bàn Việt Nam tổ chức. Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập báo Công an Nhân dân, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải và ông Phạm Đức Thành, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đồng chủ trì lễ khai mạc. Dự lễ có ông Vũ Văn Vượng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập báo Công an Nhân dân, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên, ông Vũ Thái Hồng, Vụ Phó Vụ Thành tích cao 2, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ông Tống Đức Thuận, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức giải và đại diện các nhà tài trợ cùng hơn 800 vận động viên đến từ 120 đội tuyển tham gia giải đấu. Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Phạm Đức Thành, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khẳng định, giải đấu không chỉ là nơi thử sức, cọ sát, thi đấu mà còn là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi, nơi quy tụ và tôn vinh những tài năng bóng bàn Việt Nam và bạn bè quốc tế. Giải đấu năm nay có sự quy tụ của hơn 800 vận động viên đến từ 120 đội tuyển, thi đấu ở 15 nội dung, tranh 15 bộ huy chương, một giải đấu được đánh giá có quy mô lớn trong hệ thống giải chính thức của Liên đoàn. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập báo Công an Nhân dân, trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 10 tranh cúp báo Công an Nhân dân là giải bóng thường niên có uy tín, có quy mô, đã được Liên đoàn bóng bàn Việt Nam công nhận và đưa vào hệ thống giải chính thức của Liên đoàn. Phát huy những thành công của Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam tranh cúp báo Công an Nhân dân những năm trước, giải đấu năm nay đã thu hút được sự quy tụ của hơn 800 vận động viên đến từ 120 đoàn trong cả nước tham gia thi đấu, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư. Trong đó có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu của làng bóng bàn Việt Nam, các vận động viên quốc tế và vận động viên Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài đăng ký tham gia. Nét mới nổi bật tại giải lần này là có sự tham gia của gần 100 vận động viên nhi đồng tranh giải ở hạng U8 và U10. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển và kỳ vọng thành công của bóng bàn Việt Nam trên đấu trường trong nước cũng như quốc tế trong tương lai không xa. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trân trọng trao kỷ niệm chương cảm ơn các nhà tài trợ. Giải sẽ diễn ra từ sáng ngày 3 tháng 11, kéo dài liên tục đến ngày 6 tháng 11 năm 2016 tại nhà thi đấu Cung Thể thao Quần ngựa 30 Văn Cao, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.